Bayern Munich sẵn sàng đánh bại Real Madrid dù họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chúng tôi cần sự giúp sức tối đa từ khán giả để tạo nên bầu không khí rực lửa, đem về lợi thế cho Hùm Xám. Huấn luyện viên Thomas Tuchel tự tin tuyên bố hạ gục Kền Kền Trắng, đồng thời còn ra lời hiệu triệu các cổ động viên đến sân để át vía Real Madrid. Ở trận đối diện, Carlo Ancelotti cũng thừa kinh nghiệm để phủ đầu lại đối phương bằng tuyên bố: chẳng ai dám đánh giá thấp Madrid ở Champions League. Tất cả các đối thủ đều biết Real có thể làm được gì. Chúng tôi phải nhận được sự tôn trọng. Quả thật là sự căng thẳng xứng tầm đại chiến khi làng Tuchel đang đếm ngược từng giờ đến lúc bóng lăn tại chảo lửa Allianz Arena. Tất nhiên chỉ có một trong hai chiến lược gia đại tài được hưởng niềm vui sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Các bạn nghĩ đó sẽ là Carlo Ancelotti hay là Thomas Tuchel? Hãy để lại bình luận trước khi đến với tình hình lực lượng của cả hai bên nha. Theo đó, Real Madrid đã gây bất ngờ lớn cho giới truyền thông khi đem mọi cầu thủ đội 1 đến Đức dự đại chiến. Kể cả là hai bệnh binh Thibaut Courtois và David Alaba cũng xuất hiện tại sân bay bên cạnh các trường hợp bị treo giò là Dani Carvajal. Dù cho dàn sao kể trên không thể ra sân, nhưng họ vẫn có mặt để cổ vũ các đồng đội và khiến việc dự báo đội hình xuất phát của Kền Kền Trắng thêm phần khó khăn. Thậm chí Los Blancos còn chủ động cất phần lớn các trụ cột lên bàn ghế dự bị ở cuộc đối đầu tại La Liga cuối tuần trước. Tuy vậy, nếu dựa vào các dữ liệu từ quá khứ, cùng cập nhật từ những nguồn tin thân cận, huấn luyện viên Carlo Ancelotti sử dụng ngôi sao mới nổi Andriy Lunin trong khung gỗ. Ở hàng phòng ngự, các lựa chọn có thể là Lucas Vazquez, Nacho, Rudiger cùng Mendy. Trong những cái tên vừa nêu, Antonio Rudiger nhận nhiệm vụ khóa chặt Harry Kane, còn Lucas Vazquez mang theo hy vọng tạo đột biến nơi mặt trận tấn công sau màn trình diễn cực đỉnh ở trận siêu kinh điển. Ở chiều hướng khó đoán hơn một chút thì lão tướng Luka Modric được cho là sẽ ra sân ngay từ đầu bên cạnh ba hậu bối nơi tuyến giữa, đó là Tchouameni, Van Vecht cùng với Jude Bellingham. Điều này đồng nghĩa với việc Toni Kroos sẽ ngồi dự bị trong cuộc đấu với đội bóng cũ, nhưng ai cũng hiểu rằng spotlight phải dành cho Jude Bellingham. Tuyển thủ Tam Sư vừa cho thấy cái duyên với những trận đại chiến bằng cách ghi bàn ấn định tỷ số trong trận El Clasico. Do vậy, số 5 của Kền Kền Trắng sẽ là con bài tẩy cực kỳ quan trọng của đại diện La Liga trong cuộc thường sắp tới. Tất nhiên cũng không thể quên nhắc tới bộ đôi mũi nhọn trên hàng công là Vinicius cùng Rodrigo. Tất cả đều nhớ Rodrigo đã thăng hoa ra sao trước Manchester City. Còn sự xuất sắc của Vinicius cũng đáng sợ tới mức Joshua Kimmich phải đưa ra lời dè chừng cùng với nội dung: thật không may mắn khi chơi hậu vệ cánh vì phải đối mặt với cầu thủ hay nhất của đối phương. Vinicius chính là ngôi sao xuất sắc nhất châu Âu và lúc này bên cạnh Kylian Mbappe. Cậu ấy rất mạnh mẽ trong các cuộc đối đầu tay đôi và khi đi bóng. Tất nhiên với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Joshua Kimmich chắc chắn sẽ đá chính trước Real Madrid. Bên cạnh đó cũng cần nhắc đến việc huấn luyện viên Thomas Tuchel vừa cập nhật tình hình của một vài trụ cột nơi hàng thủ qua phát biểu. Hiện tại sẽ không thể nói chắc 100% khi các bệnh binh đang trải qua những bài kiểm tra cuối cùng. Tôi nghĩ tình hình của Leimer có vẻ tốt hơn so với De Ligt và Upamecano. Câu lạc bộ phải đợi thêm để đưa ra quyết định cuối cùng. Được biết trong buổi tập ngày hôm qua thì Matthijs De Ligt vẫn vắng mặt, còn Upamecano phải tập riêng với chuyên gia y tế. Do đó bộ đôi kể trên khả năng cao sẽ phải ngồi ngoài đêm nay. Nên Kim In-jae cùng Eric Dier sẽ là hai cái tên thi đấu ở trung tâm hàng thủ của Bayern Munich. Đây được xem là điểm yếu mà Real Madrid có thể khai thác, dù cho những cái tên còn lại nơi tuyến phòng ngự là thủ thành Manuel Neuer và hai hậu vệ cánh Joshua Kimmich cùng Marouane ít nhiều đem lại sự yên tâm. Ở hàng tiền vệ, Leimer cùng Goretzka là những cái tên đã nhận được sự tin tưởng. Còn Harry Kane tất nhiên là người dẫn dắt hàng công của Hùm Xám xứ Bavaria. Thậm chí trong buổi trả lời phỏng vấn gần nhất, tiền đạo người Anh còn tự tin tuyên bố sẽ ghi bàn vào lưới của Los Blancos. Để làm được điều đó, cựu sao của Tottenham cần sự hỗ trợ rất lớn từ bộ ba chơi phía sau, đó là Sané, Musiala cùng Guerrero. Có phải nói thêm rằng Musiala đã không thi đấu cuối tuần trước do gặp vấn đề về thể trạng, nhưng đã tập luyện bình thường vào ngày hôm qua. Vì thế, tuyển thủ của Demon Sharp sẽ là mục tiêu cần phong tỏa của Real Madrid khi Van Verde sớm cảnh báo với các đồng đội. Không dễ để ngăn chặn vào Musiala. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã đạt được rất nhiều thành công. Thậm chí Musiala còn có thể là ngôi sao đại diện cho cả một thế hệ. Rõ ràng Bayern Munich cùng Real Madrid đều đã nghiên cứu rất kỹ đội bạn và sớm khoanh vùng những nhân tố đáng lưu tâm. Thomas Tuchel cùng huấn luyện viên Carlo Ancelotti thừa hiểu tầm quan trọng của trận đại chiến sắp tới và mọi chuyện còn căng thẳng hơn
khi bản thân hai chiến lược gia cũng đã có những duyên nợ riêng với đối thủ. Với Ancelotti, khoảng thời gian gắn bó với Bayern Munich đem đến cho huấn luyện viên lão làng không ít đánh giá trái chiều và thậm chí nhiều chuyên gia còn coi đó là nút trầm lớn nhất trong sự nghiệp huy hoàng của ông. Do vậy, các phóng viên đã hỏi thẳng Caletto rằng vị chiến lược gia đáng kính có coi cuộc đấu trước mắt là cơ hội để trả thù nơi đã sa thải mình hay không. Chẳng hề e ngại, thuyền trưởng Real Madrid khiến tất cả phải bất ngờ với phát biểu: "Dù thời gian dẫn dắt Bayern Munich không dài, nhưng tôi đã có những kỷ niệm đẹp với câu lạc bộ. Thật may mắn khi được cầm quân tại một đội bóng lớn như vậy." Quả thật là một phong thái của quý ông, nhưng có lẽ truyền thông thích sự sôi nổi của Thomas Tuchel hơn. Khi bị hỏi dồn những trải nghiệm trong quá khứ cùng kênh Kèn Trắng, chiến lược gia 50 tuổi đã chỉ ra sự thay đổi của đối phương cùng nhận định: "Tôi từng đối đầu với Real Madrid 2 lần với Chelsea. Trước đó cũng đã từng đụng độ họ khi dẫn dắt PSG và Dortmund. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất so với lần chạm trán gần đây đó là Karim Benzema. Anh ấy là tâm điểm vào thời điểm đó, nhưng giờ đã rời đi rồi." Tất nhiên, thuyền trưởng đại diện Bundesliga hiểu rằng việc chia tay Benzema không khiến Kèn Trắng yếu đi khi họ đã bổ sung rất nhiều ngôi sao chất lượng. Thậm chí xét riêng các cuộc đối đầu giữa đôi bên, lợi thế cũng nghiêng hẳn về phía ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha với 3 chiến thắng cùng 1 trận hòa trong 5 trận đại chiến gần nhất. Thống kê trên cùng DNA Champions League khiến Real xứng đáng nhận được sự tôn trọng và Kimmich đã nhắc lại quan điểm trên cùng nhận định: "Những gì mà Real đang trải qua ở cúp C1 mùa này không phải là may mắn, mà đó là sự khác biệt. Các trận đấu của họ thường xoay chiều liên tục tới những phút cuối cùng. Để làm được như vậy, đòi hỏi đội bóng phải có chất lượng cầu thủ cùng bản lĩnh thi đấu. Điều đáng sợ là Real Madrid sở hữu cả hai." Đồng quan điểm với các học trò, Thomas Tuchel cũng đánh giá cao Los Blancos khi cho rằng họ là ứng viên số 1 cho chức vô địch và luôn thi đấu với tâm thế của một nhà vua. Thế nhưng chiến lược gia người Đức cũng khẳng định đội bóng Bundesliga đã chuẩn bị rất tốt cho cuộc đối đầu trước mắt và sẽ làm mọi thứ để có vé vào chơi trận chung kết. Thậm chí ông thầy 50 tuổi còn mạnh miệng dự đoán cậu trò Serge Gnabry sẽ là nhân vật định đoạt trận đại chiến với bàn thắng vào lưới của Lunin. Ở chiều đối diện, Ancelotti thừa nhận đó chỉ là đòn tâm lý nên rất khéo léo khen ngợi Gnabry cùng vài ngòi nổ khác như Jamal Musiala, Harry Kane hay là Leroy Sané. Thậm chí ông thầy kỳ cựu còn tiếp tục đóng vai trò chiến thần ngoại giao khi từ chối nhắc đến việc Real Madrid đang cân nhắc mua Alphonso Davies về thay cho Ferland Mendy. Với góc nhìn mạnh mẽ hơn thì Van Verde đã lên tinh thần cho toàn đội bằng lời phát biểu đầy quyết tâm: "Bayern Munich sở hữu những cầu thủ tuyệt vời, nhưng chúng tôi đã nỗ lực tiến vào vòng này và có thể tiến vào chơi trận chung kết. Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu với Bayern Munich nên đang cực kỳ tự tin và hồi hộp." Tất nhiên ai cũng hiểu Real luôn là một khái niệm rất khác ở đấu trường châu lục. Dù được chơi trên sân nhà vào đêm nay, không ít cổ động viên vẫn tỏ ra lo lắng cho hùm sám xứ Bavaria. Đến cả người cũ Lewandowski cũng phải đăng đàn động viên cựu vương Bundesliga bằng lời nhắn nhủ: "Đây là một trận đấu rất quan trọng với Bayern Munich. Họ có một sứ mệnh lớn nhưng không dễ để thành công. Chẳng ai có thể đánh giá thấp Real Madrid khi họ luôn thắng các trận đấu theo cách không thể tin nổi. Họ là một tập thể đoàn kết và có cảm giác chẳng bao giờ bị đánh bại." Khó có lời nhận xét nào thẳng thắn đến vậy khi Lewy đã chỉ ra điểm mạnh nhất của cây kèn trắng. Thế nhưng đặc sản của đấu trường châu lục lại là sự điên rồ, nên biết đâu hùm sám xứ Bavaria là đội giải mã được DNA Champions League của đối thủ vào lúc ít mọi người kỳ vọng nhất. Chính Tuchel cùng Chelsea đã từng loại Real Madrid trong hành trình chinh phục cúp tay vòi cách đây vài năm, và giờ là thời điểm các ngôi sao Bayern Munich mơ về điều tương tự.